Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 9 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự tối nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn An Châu 2, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên. Cục thuế tỉnh tổ chức quay thưởng hóa đơn may mắn. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 phản ánh về việc cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên tại thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Các đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt này là Nguyễn Long, sinh năm 1927, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Phan Đình Phùng, Đảng bộ phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1926, sinh hoạt tại chi bộ 4, thôn Hòe Lâm, Đảng bộ xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Phùng Thị Hòa, sinh năm 1923, sinh hoạt tại chi bộ thôn Vệ Dương, Đảng bộ xã Tân Phúc. Nguyễn Thị Doanh, sinh năm 1928, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Phú Thôn. Đào Thị Yên, sinh năm 1931, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Thôn Quanh, Đảng bộ thị trấn Ân Thi. Vương Thị Đũi, sinh năm 1926, sinh hoạt tại chi bộ thôn Đông Bạn, Đảng bộ xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Vũ Thị Nga, sinh năm 1931, sinh hoạt tại chi bộ thôn An Trạch. Lương Văn Duy, sinh năm 1930, sinh hoạt tại chi bộ thôn Linh Hạ, Đảng bộ xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên và của Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy kinh nghiệm uy tín của mình để các đảng viên trẻ noi theo và tiếp tục đóng góp cho Đảng bộ chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Sáng nay, khu dân cư An Châu 2, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày hội văn hóa quân dân. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Khu dân cư thôn An Châu 2 có 365 hộ với 1.350 nhân khẩu. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp vận động nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của thôn, phát triển kinh tế. Hiện nay, số hộ giàu chiếm 65%, hộ khá trên 25%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng một người trên năm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào khuyến học khuyến tài được quan tâm và đẩy mạnh. Các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, tình làng nghĩa xóm của bà con trong khu dân cư ngày càng đoàn kết và gắn bó. Năm 2022, khu dân cư có 95% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 11 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu tảo hiền, các cấp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mối quan hệ đoàn kết giữa quân đội và nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham luận về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh. Đồng chí Trần Quốc Văn biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ nhân dân khu dân cư An Châu 2 đã đạt được thời gian qua, nhất là trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Đồng thời đề nghị Ban Công tác Mặt trận khu dân cư An Châu 2 trong thời gian tới cần tích cực tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ở khu dân cư cần tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh đối với công tác giải phóng mặt bằng, nhất là quy định về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư để toàn thể nhân dân kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức đối thoại trực tiếp làm công khai, giải thích chế độ, chính sách và mục tiêu giải phóng mặt bằng để người dân và đất thổ đồng tình tổ chức thực hiện. Tuyên truyền vận động nhân dân tiêm vaccine phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của ngành y tế, vận động đạt 100% chỉ tiêu thanh niên đi khám tuyển và sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là việc giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, lắng nghe ý kiến của nhân dân để phản ánh các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao, duy trì mô hình khu dân cư 3.0, phát huy hiệu quả của hòm thư góp ý ở khu dân cư. Những việc liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân cần phải bàn bạc công khai, dân chủ để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho 25 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khu dân cư, trao hỗ trợ của các cấp cho hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết khu dân cư An Châu 2, được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Khu dân cư thôn 5, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân năm 2022. Tới dự có Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Khu dân cư thôn 5, xã Hạ Lễ hiện có gần 250 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống người dân thôn 5 ngày càng chuyển biến rõ nét, kinh tế phát triển, an ninh trật tự ổn định, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc. Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn 5 đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền, trong sạch vững mạnh, vận động nhân dân đoàn kết, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, giá trị ước đạt 30 triệu đồng một năm, duy trì và phát triển các ngành nghề. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% năm 2020 xuống còn 0,8% năm 2022. 100% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh, 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, 85% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh, duy trì tốt tổ hòa giải và hoạt động hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác quốc phòng được nhân dân tích cực tham gia. Thôn 5 là một trong những địa phương đạt danh hiệu làng văn hóa đầu tiên của tỉnh Hải Hưng năm 1995. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho khu dân cư thôn 5. Ban công tác Mặt trận thôn 5 biểu dương 13 gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền các cấp và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Ban công tác Mặt trận thôn chúng tôi luôn luôn là có phương hướng hoạt động đổi mới và vận động nhân dân bằng mọi hình thức đoàn kết thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, mọi chỉ tiêu của địa phương giao. Ngày đại đoàn kết toàn dân hôm nay là cũng là dịp để cho nhân dân gặp gỡ giao lưu, tăng cường thêm sự đoàn kết trong nhân dân. Nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ và lấy hóa đơn điện tử, sáng nay Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình quay số hóa đơn may mắn quý 2 và quý 3 năm 2022. Đến dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát tổ chức chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Hưng Yên. Chương trình được triển khai đối với toàn bộ hóa đơn điện tử của người bán là tổ chức cá nhân thuộc địa bàn quản lý của Cục Thuế Hưng Yên. Những hóa đơn hợp lệ là có đầy đủ các thông tin mã của cơ quan thuế, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh và có đầy đủ thông tin định danh của người mua như mã số thuế, căn cước công dân. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên do Cục Thuế quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế, với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Giám sát do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch. Tổng các giải thưởng mỗi quý lên đến 80 triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Trong quý 2 năm 2022, có gần 13.000 hóa đơn hợp lệ được lựa chọn quay thưởng và có 54 số hóa đơn may mắn. Giải nhất thuộc về chị Chu Thị Tuyết Lan, người bán công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm và bánh kẹo Phạm Nguyên với số hóa đơn 1104. Quý 3, có hơn 32.000 số hóa đơn hợp lệ và lựa chọn được 54 hóa đơn may mắn. Giải nhất thuộc về ông Nguyễn Xuân Dương, người bán công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức Minh với số hóa đơn 945. Tiếp theo là thông tin về các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang và Kim Động, tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm 2022. Dự buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Mỹ Hào có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Cử tri thị xã kiến nghị
tỉnh cần quan tâm đầu tư hệ thống đường giao thông kết nối thuận tiện cho công nhân đến nơi làm việc, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân ở các khu công nghiệp, đề nghị nâng cấp nhà máy xử lý rác thải đã xuống cấp, làm chậm tiến độ xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Sông Bần Vũ Xá bị ô nhiễm nặng, tình trạng nước sông đen, bốc mùi hôi thối, rất ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân, nên đề nghị tỉnh quan tâm sớm triển khai dự án kè và nạo vét sông để đảm bảo vệ sinh môi trường. Các cơ quan chức năng sớm có kết luận về việc đánh giá tác động môi trường dự án xử lý rác thải Hòa Đam để thông báo với nhân dân ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời có những biện pháp xử lý những hành vi vi phạm pháp luật đối với các đối tượng lôi kéo kích động bà con nhân dân. Dự tiếp xúc cử tri hai xã Thắng Lợi và Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Giang, cử tri kiến nghị các vấn đề quy định về các chế độ thu hồi bồi thường đất, tài sản trên đất và nhà ở khi xây dựng công trình phúc lợi, các dự án công nghiệp giao thông, quy hoạch nghĩa trang thôn để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, hỗ trợ người dân tái định cư khi xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua địa bàn hai xã Thắng Lợi và xã Liên Nghĩa. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giải đáp những thắc mắc của cử tri kiến nghị và thông tin đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xem xét giải quyết. Dự buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Động có các đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Kim Động kiến nghị về các vấn đề thực trạng rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư vẫn còn khó khăn trong xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng cần tiến hành đạo vét, khơi thông kênh mương nội đồng, tu sửa công trình thủy lợi đã xuống cấp, nhiều diện tích đất nông nghiệp đã được bàn giao cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp nhưng chưa được khai thác, gây lãng phí tài nguyên. Đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã trả lời trực tiếp một số nội dung phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đồng thời, các ý kiến của cử tri phản ánh được đoàn tổng hợp để chuyển các cơ quan liên quan sớm trả lời theo trình tự pháp luật. Thực hiện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vận động gia đình, người thân, quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, chú trọng tuyên truyền trên mạng Internet, các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok để quần chúng nhân dân biết và cảnh giác. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đồng loạt ra quân, ra soát, nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, tấn công đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh với tội phạm tín dụng đen cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt, lừa đảo, tội phạm vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra, các điểm tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tăng cường phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kiểm tra hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những năm qua các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác, tuân thủ và chấp hành pháp luật, từ đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phản ánh nhân ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Hiểu được quy định của nhà nước về việc thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, nên ngay sau khi có dự án cụm công nghiệp Nghĩa Dân Phạm Ngũ Lão, gia đình ông Phạm Văn Tàng, bà Ngô Thị Liên đã vận động con cháu chấp hành chủ trương của tỉnh. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, gần 340 hộ dân có đất đã đồng thuận bàn giao đất và nhận tiền đền bù. Chủ trương đường lối của nhà nước chúng tôi hiểu, và đồng thời chúng tôi có con em, chúng tôi là động viên các cháu là nên chấp hành và chuyển nhượng cho khu công nghiệp. Về thì đời con đời cháu chúng ta có công ăn việc làm. Sau khi nghe tuyên truyền, tôi đã xác định được là tình nguyện nhường lại 5 sào, và cũng như vận động anh em con cháu gia đình xung quanh hàng làng xóm, những người nằm trong khu dự án là mọi người đều vui vẻ nhượng lại đất làm khu công nghiệp. Tìm hiểu chính sách quy định của pháp luật, từ đó tuyên truyền gia đình con cháu chấp hành và phòng tránh các tai nạn xã hội, nên dù nghỉ hưu hơn chục năm nhưng ngày nào ông bà Bùi Hồng Tuân và Nguyễn Thị Siêm cũng dành thời gian để đọc tài liệu sách báo, mục đích là để trang bị kiến thức tối thiểu về pháp luật cho bản thân. Ngày nào tôi cũng đọc báo để hiểu thêm về pháp luật,
của nhà nước và đường lối lãnh đạo của Đảng. Không những mà am hiểu bản thân chúng tôi và chúng tôi còn hướng dẫn các con cháu chúng tôi tránh những cái tệ nạn. Cùng với am hiểu các chính sách pháp luật của nhà nước, thời gian qua, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều chuyển biến. Tình trạng vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe đã giảm đáng kể. Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện đạt hiệu quả, Sở Tư pháp đã tham mưu ban hành gần 300 văn bản triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022, từ đó tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 4.400 ha. Trong đó có 8 khu công nghiệp với trên 2.000 ha đã đi vào hoạt động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Hiện nay, các khu công nghiệp đã thu hút trên 500 dự án vào đầu tư, trong đó có 433 dự án đã đi vào hoạt động, đang tạo việc làm cho trên 78.000 lao động, tăng 7.000 lao động so với năm 2021. Phần lớn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều có năng lực sản xuất, kinh doanh tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI. Người lao động có chế độ đãi ngộ, phúc lợi tốt, được đóng bảo hiểm theo đúng quy định. Mức thu nhập luôn đảm bảo từ 7 đến 12 triệu đồng một người một tháng. 10 tháng năm 2022, doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tăng trưởng khá, đã nộp thuế cho tỉnh với tổng số tiền đạt trên 2.200 tỷ đồng. Sự phát triển của các khu công nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho lao động địa phương đã góp phần giúp bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên ngày càng chuyển biến tích cực. Đời sống người dân, nhất là ở khu vực gần các khu công nghiệp, ngày càng được nâng cao. Từ nhiều năm nay, cây bưởi đã được người dân xã Dạ Trạch, huyện Khói Châu đưa về trồng, áp dụng các kỹ thuật chăm sóc và đạt kết quả cao về chất lượng, sản lượng. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự kiến người dân xã Dạ Trạch sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 30 vạn quả bưởi. Hiện nay toàn xã trồng khoảng 100 mẫu bưởi, trong đó 80% là diện tích bưởi diễn tập trung ở thôn Đức Nhuận. Đây là loại cây dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật cao, chỉ cần chăm sóc chu đáo là cho thu hoạch khá. Bưởi ngon là những quả bưởi không quá to, vỏ quả bưởi không bị sần và có màu vàng óng. Quả bưởi khi vừa được hái xuống phải để ở nơi thoáng mát sau khoảng 2 tuần để bưởi xuống nước. Múi bưởi căng mọng, khi đó ăn mới cảm nhận được hết hương thơm, vị ngọt của bưởi diễn. Đặc điểm của bưởi diễn là có thể bảo quản được từ 1 đến 3 tháng. Quả càng để lâu, thưởng thức càng ngon ngọt. Vì vậy, thị trường luôn ưa chuộng giống quả này. Với giá bán bình quân 15 đến 20 nghìn đồng một quả. Sau khi trừ chi phí, mỗi sào bưởi cho thu lãi khoảng 20 triệu đồng. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Duy Tiệp, Phạm Văn Trung với diện tích trên một mẫu bưởi diễn. Chị Nguyễn Thị Hợp ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ được nhiều người biết tới là một phụ nữ có tấm lòng thiện nguyện. Dù không phải là người giàu có, nhưng bằng cái tâm và suy nghĩ lá lành đùm lá rách, chị đã có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những người còn khó khăn ngay xung quanh mình. Sáng thứ ba hàng tuần, chị Hợp lại cùng những người chị em của mình tất bật với việc nấu cháo thiện nguyện. Những cốc cháo nóng hổi và giàu dinh dưỡng đủ làm ấm lòng những người già neo đơn và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những người ốm đau tàn tật, cô đơn như tôi thì cảm thấy cốc cháo rất là ý nghĩa và cũng gọi là nguồn động viên an ủi. Công thức thì mình lấy từ công thức nấu cháo dinh dưỡng của mình đi nấu bán hơn chục năm rồi. Thì giờ về mình áp dụng công thức đấy mình nấu thôi. Có gạo tẻ thơm rồi đỗ xanh rồi bí ngô rồi cà rốt. Còn gia vị thì bột lêm, nước mắm, mì chính, dầu ăn rồi thịt gì của mình tài trợ, mình bỏ ra mỗi một hôm là 1,5 cân thịt và 5 cân xương ống. Ai đi được thì tới tận nơi lấy cháo. Ai không đi được, các thành viên trong nhóm sẽ gửi người dân hoặc trực tiếp mang cháo tới tận nhà. Từng hoàn cảnh khó khăn đều đã nhớ ngõ, nhớ nhà. Ngoài phát cháo cho bà con trong thôn, trong xã, nhóm thiện nguyện còn phát cháo cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ. Công việc này, chị Hợp cùng các thành viên trong nhóm đã thực hiện hơn 4 tháng nay. Tôi cũng suy nghĩ giống Hợp. Vì là cũng muốn là làm được một cái việc gì đó cho cộng đồng này. Bản thân mình cũng thấy vui này. Mình làm là làm vì cái tâm đó, chứ còn chúng tôi thực ra là cũng chỉ là những cái người dân đi cấy đi cày thôi. 6 thành viên, bước đầu mỗi người đóng góp 1 triệu đồng mua dụng cụ và nguyên vật liệu nấu cháo. Bây giờ đã có thêm một số bà con trong xã đồng hành cùng chị Hợp, người góp gạo, người góp rau. Khi nào hết, các chị trong nhóm lại đóng góp thêm.
Mình rất muốn nhân rộng cái mô hình này ra để ví dụ như là nhóm của mình này hoặc nhóm của các xã khác, thôn khác cũng phát triển như mình để ngày nào cũng có cháo để phát cho mọi người. Ngoài việc nấu cháo từ thiện nhiều năm nay, chị Hợp đã có nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngay khu vực mình sinh sống. Số tiền ấy đều do chị cùng các thành viên khác đóng góp, có thể chưa nhiều nhưng cũng đủ khiến nhiều mảnh đời thấy ấm lòng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV hoặc kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Andrei Rurenko cho biết Nga luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine mà không ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào, ngoại trừ điều kiện chính là Ukraine phải thể hiện thiện chí. Phát biểu hôm 8 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Andrei Rurenko nói thêm Nga luôn thể hiện thiện chí sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, ngay cả khi Kiev đã ra sắc lệnh cấm tiến hành các cuộc thảo luận với Moscow khi Tổng thống Vladimir Putin còn nắm quyền. Quan chức Nga cũng cáo buộc phía Ukraine đã làm gián đoạn tiến trình đàm phán. Bình luận được ông Rurenko đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố điều kiện để tiến hành các cuộc đàm phán là Nga phải tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và bồi thường thiệt hại cho nước này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết sẽ không có cuộc đàm phán nào với Mỹ về vấn đề Ukraine. Một nhóm các thành phố châu Âu và các tổ chức xã hội dân sự vừa qua kêu gọi Ủy ban châu Âu đưa ra thời hạn cuối cùng là năm 2027 để chấm dứt việc bán xe buýt thải khí carbon. Một loạt các thành phố gồm Paris, Barcelona, Rotterdam và Milan là một trong số 11 nơi muốn Ủy ban châu đặt mục tiêu chỉ những chiếc xe buýt không phát thải sẽ được bán trên thị trường. Trong một bức thư gửi tới Ủy ban châu Âu, các bên nói rằng nếu không có hành động ở cấp độ liên minh, khối này sẽ không thể đáp ứng mục tiêu giảm thiểu carbon của mình. Các thành viên và các tổ chức xã hội dân sự khác đã viết thư cho Ủy ban châu Âu yêu cầu rằng năm 2027 là thời điểm mà tất cả các xe buýt đô thị mới sẽ không phát thải và điều đó có nghĩa là chúng sẽ là xe điện hoặc chạy bằng hydro. Các thành phố muốn có thêm nguồn cung xe buýt điện và đây là một cách rất tốt để làm giảm giá các loại này. Bởi hiện nay, giá cả là một vấn đề đối với nhiều thành phố và nguồn cung lớn hơn sẽ làm giảm mức giá đó. Nick cũng cho biết mục tiêu bán hàng tại EU sẽ giúp các nhà sản xuất tự tin đầu tư vào sản xuất. Ông nói thêm rằng các phương tiện không phát thải trong khối chiếm 23% số lượng xe buýt đô thị mới vào năm 2021, tăng từ 16% vào năm 2020, chứng tỏ rằng một quá trình chuyển đổi nhanh chóng có thể đạt được trong điều kiện thích hợp. Các thành phố khác bao gồm 40 thành phố trên toàn thế giới đã đặt mục tiêu đến năm 2025, chỉ mua xe buýt không phát thải bao gồm mọi thành phố ở Hà Lan. Trước hết, đây là một ví dụ mà bạn có thể chứng minh cho người dân thấy. Nếu các thành phố không có khả năng mua xe buýt xanh và đảm bảo sự di chuyển sạch sẽ cho người dân, thì làm sao họ có thể yêu cầu người dân mua một chiếc xe không phát thải? Vì vậy, tôi nghĩ đây là điều bắt buộc. Ủy ban châu Âu cho biết sẽ công bố đề xuất của mình về tiêu chuẩn khí thải CO2 đối với các phương tiện vận tải hạng nặng, bao gồm xe buýt và xe tải vào cuối năm này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố số liệu ước tính cho thấy đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng từ đầu năm đến nay, trong đó Tây Ban Nha và Đức là hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo WHO, nắng nóng đã khiến gần 4.000 người tử vong ở Tây Ban Nha, trong khi số người thiệt mạng bởi thời tiết cực đoan trong mùa hè ở Bồ Đào Nha là hơn 1.000 người, Vương quốc Anh là hơn 3.200 người và ở Đức là khoảng 4.500 người. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay là quãng thời gian nóng nhất ở châu Âu từ trước đến nay. Các nhà khoa học cho rằng sự gia tăng các đợt nắng nóng hiện nay là do biến đổi khí hậu. Việc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch của con người đã khiến thời tiết nóng hơn, các đợt nắng nóng kéo dài và thường xuyên hơn. Trước đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cảnh báo nắng nóng sẽ trở nên cực đoan hơn tại một số khu vực nhất định trên thế giới trong những thập kỷ tới, khiến cuộc sống của con người ở đó sẽ không bền vững. Theo một số nghiên cứu gần đây, sự ấm lên của trái đất đang ảnh hưởng đến Bắc Cực nhanh gấp 3 lần so với các khu vực khác trên thế giới. Biển băng, nơi sinh sống của loài gấu Bắc Cực đang dần biến mất, đe dọa sự tồn tại của loài động vật này. Nghiên cứu cho thấy qua mỗi mùa hè,
băng biển có xu hướng tan nhanh hơn, trong khi các đợt hình thành băng mới ngày càng chia lại. Do đó, biến đổi khí hậu đe dọa chính chu kỳ sống của gấu Bắc Cực, khiến loài động vật này ít có thời gian để tích trữ chất béo và calo trước khi bước vào giai đoạn nhịn ăn của mùa hè. Gấu Bắc Cực là một loài động vật ăn thịt, với nguồn thức ăn chính là chất béo trắng bao bọc và cách nhiệt cơ thể hải cẩu. Tuy nhiên, ngày nay, loài động vật săn mồi Bắc Cực này đôi khi phải ăn rong biển. Nếu gấu cái không có thức ăn đầy đủ trong 117 ngày, việc nuôi con của chúng sẽ trở nên khó khăn, còn có được có sức nhịn ăn cao hơn, khoảng 180 ngày. Do đó, tỷ lệ sinh của gấu Bắc Cực cũng giảm theo, và việc sinh lứa ba gấu con vốn là điều thông thường, giờ đây cũng hiếm xảy ra hơn nhiều. Các nhà khí hậu nhận định rằng số phận ngày càng mong manh của loài gấu Bắc Cực chính là lời cảnh tỉnh cho nhân loại khi Bắc Cực được coi là chiếc áp kế đo sức khỏe của trái đất. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.